xin bà đừng gọi anh em bắt trói, hãy để cho kẻ hèn này được nói một vài câu. Nói gì? Đây là vùng cấm địa của nghĩa quân, có 3 dòng canh gác. Tại sao ông lọt được vào đây? Hay chính ông là võ thám? Dạ không. Tôi xin bà hãy thương hại cho một kẻ đi tìm ngôi mộ quang không khói hương, được chôn vùi bên lưng đồi, thần thương sâu xé thân phận, đã vì ai gây cách ly. Dường như ông đang hận mình, nói năng nghe lạ, ông là người ta cũng không tên không tôi, mà tôi chính là một con thú điên đang bơ vơ lạc lòng giữa dương trần. Mà ai ai cũng lánh xa tôi như kinh sợ tử thần, ngay cả kẻ đã ban cho tôi quyền dây cũng khinh tôi bất tài nên xua đuổi tôi đi. Nhưng biết về đâu với một thân trơ trọi, tôi phải lần về nơi xóm cũ làng xưa, rồi tôi dừng lại nơi đây, cái nơi mà năm đất lành đã vùi chôn mãi mãi cội tùng già. Ông kia, có phải ông từ phương xa mới trở về đây và hay tin sét đánh? Có phải vậy không? Có phải không hả ông? Là một tội nhân đã vùi lấp trong tim một bóng hình cao ca, còn gây ra bao thảm cảnh chia lìa. Chính tôi đã làm cho đất lở trời lòng ngược đảo mọi đường về, như chiếc lá úa tàn trong dội lìa cành không biết tôi là đâu. Bước cùng đồ tôi tha thiết nhớ mồ cha nên liều lĩnh băng qua con đường độc đạo. Nếu đêm nay tôi không được quỳ bên ngôi mộ thì tôi không sống được cuối đêm này. Tại sao ông không sống được? Dạ thưa bà, tại vì tôi tủi nhục và oán thù. Nhưng kẻ thù ông oán là ai? Trước tiên là sự mất gốc từ trong nhịp thở, để đưa những chàng trai Việt đi quan. Nó đã dẫm lên trên mọi thứ tình thương và mãi mãi đi vào tâm tôi. Để đến khi sương mù văng mất lối, nó mới hay rằng mình cô độc bơ vơ. Muốn gào to nhưng cổ nghẹn tim khô, vì đã ban máu mình cho kẻ khác. Kẻ
thù tôi là những bàn tay đầu độc dung tiền ra mua chuộc trí khôn mình. Để rồi hôm nay tôi lại lê tấm thân trơ trọi mà đi vào tầng bước đường cùng. Nếu đêm nay tôi không được quỳ bên ngôi mộ thắp nén hương nguyện sưởi ấm hồn,